Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món cái là niêu hấp Thái. Đó, nước nó sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào một chút muối. Hai. Ở đây là nguyên liệu là mình có sả, sả bằm, đó, sả sách. Ở đây có tỏi với ớt. Đó. Mình có băm mấy cái khúc sả này sau này bỏ vào cho nó thơm. Rồi. Rồi sau khi mình cho vô một chút nước mắm đó một chút thôi, tại hồi nãy mình đã bỏ muối vào rồi thì nói chung là vừa nêm nếm sau. Đấy, ở đây thì bây giờ mình có nghêu đây, thì khi mà nước sôi lên mạnh rồi thì mình sẽ có nghêu đây, mình muốn nghêu cho nghêu vào. Các bạn nhớ là khi mà mình đun lửa như thịt mạnh nha, đó. Khi mà nghêu đổ vào sôi thì mình sẽ để vung lại, nó sôi vung lên thì mình sẽ tắt bếp khoảng 2 phút. Rồi sau khi đã sôi mạnh lên rồi thì mình sẽ mở nắp vung đó, mình sẽ giảm lửa lại. Rồi mình sẽ nêm gia vị, ở đây mình cho khoảng 2 muỗng đường đó. Như hấp Thái thì nó phải chua ngọt, cho 2 muỗng đường. Đây mình cho vô khoảng một muỗng nhỏ này bột ngọt đó. Rồi mình sẽ cho thêm một chút ớt xay. Đây, cho thêm một chút ớt xay, cái này nêu Thái thì nó phải cay kìa. Đó. Rồi mình sẽ cho thêm một chút muối chấm hải sản. Ở đây là trong này nó muối hải sản chấm nó có màu đẹp thì mình có chất chua với là màu đẹp thì mình sẽ cho vào đây một chút để cái nước cho nó đẹp. Đó. Rồi sau khi mình đã bỏ gia vị hết đầy đủ rồi mình sẽ bật lửa lên đó, cho nó sôi sôi sùng lên một cái nữa là mình sẽ tắt bếp. Rồi sau khi mà nó sôi vung lên mạnh rồi thì mình sẽ đảo đều tất cả đó, đảo đều đó, nêu nó ngã hết rồi đó. Rồi xong rồi mình sẽ giảm lửa lại, mình sẽ cho cái rau răm này vào đó. Cái này là nếu mà người gốc Thái này mà mình làm được nước dừa thì cực kỳ ngon hơn nữa, nhưng mà mình về tối quá không có mua được nước dừa hay mà mình sẽ làm mình nấu nước lửa nó có nước lá bình thường. Rồi sau khi là chín rồi mình sẽ cho ra tô. Đây sau khi mình đã cho ra tô rồi đó, cực kỳ ngon luôn đó, cái nước nó hồng 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 vàng vàng, vàng đó. Đó cực kỳ là ngon, và đặc biệt người gốc Thái này là phải là có cay nha, chua chua cay cay nó mới ngon đó, tại vì mình làm không bỏ ớt nhiều sợ hai đứa con nít nó ăn cay thôi, chứ còn cái này càng cay càng chua ngon. Rồi video tới đây mình cảm thấy hay và vui, mọi người sẽ cho một comment và chia sẻ. Cảm ơn mọi người, bye bye.